Xin giới thiệu đến các bác áo khoác M65 Philaket, chuẩn hàng cấp phát lính Mỹ năm 1971, size small short, vai 50, dài lưng 74, phù hợp với các bác có trạng cân trung bình dao động từ 60 cân đến 70 cân và có chiều cao trung bình từ 1m60 1m68. Đối với những chiếc áo small short vai 50 dài lưng 74 thì không cần đòi hỏi các bác quá cao làm gì, bởi những chiếc áo như thế này thì phù hợp với cái chiều cao rất là trung bình, chiều cao trung bình và trạng cân ký cũng trung bình, khoảng 60 cân đến 70 cân và cao lòng vòng khoảng 1m6 đến 1m68, có nghĩa là dưới 1m7 đấy các bác. Tổng thể chiếc áo hiện giờ là đạt đến độ mới khoảng 97 đến 98%, chất xanh rau muống và chất vải là đanh lì, và chiếc áo rất là chắc và nặng tay, đầm tay. Tổng thể không có lỗi gì để báo, ngoài những cái vệt cọ, những cái vệt cọ tường. Em hay nói về các cái vấn đề về ví dụ nó bị phấn phấn, nó cọ vào các cái vách tường hoặc là vách tủ gì đấy thì em hay gọi nó là những cái vệt bụi cọ tường. Thì sau đây xin mời các bác đi vào thăm nom chiếc áo. Ban đầu là phần ống tay. Chiếc áo này thì cũng có một cái vết gấp, cũng có vết gấp tay hơi mờ. Đấy. Thì bên ngoài, ở ngoài đời thật thì các bác sẽ thấy nó sẽ mờ hơn rất nhiều, chứ nó không rõ như trên video. Đấy. Chất áo thì rất là xanh. Các bác hay gọi là màu xanh rau muống đấy các bác, xanh ngắt đấy. Mạc dán tay và ngoài ra thì rất là hoàn hảo, không bị bung chỉ hoặc là bị bất kỳ một cái điều gì liên quan đến các cái chức năng. Đây là phía bên trên cầu vai. Đây là chất vải của nó, là dòng chất vải mịn thớ ngang. Đấy. Chất vải nó cộp áo này các bác này. Áo rất là cộp. Nó cộp và nó nặng áo này. Đây là cầu vai phía trên. Tem T của cái anh lính ngày xưa. Còn đây là phần cúc áo để em kiểm tra cúc cho các bác cẩn thận nhé. Đấy. Đấy, chất áo rất dày này các bác này, thớ mịn ngang này. Đấy, chất xanh. Và phần cúc dưới đấy, kiểm tra rất cẩn thận cho các bác yên tâm nhé. Và phía bên đây là phần ống tay phía bên kia. Ống tay phía bên kia thì cũng có cái vệt gấp tay mờ mờ thôi. Đấy các bác, em thể quay cận cảnh thì các bác thấy. Đấy. Mạc dán tay này. Đấy, đầy đủ không các bác nhá. Đấy. Còn về cái vấn đề trên đây thì cũng có vài cái vệt phấn phấn, bẩn bẩn, kiểu bụi bụi này các bác này. Đấy. Chứ không phải là vết luyên hay là sơn hay gì cả. Đây là vết bụi này. Các bác về giặt là nó sạch thôi. Đấy, nách nung này. Đấy, đường chỉ này các bác có thể thấy nhá. Đấy. Đấy, quay cận cảnh thì các bác có thể thấy được cái chất vải. Còn trên đây có một cái phù hiệu thì nó cũng dính vào đây thì cũng rất nhiều năm rồi. Cầu vai. Đấy. Chất áo rất là xanh các bác nhỉ. Đấy, rất xanh. Trên đây là một con tem zin này. Đấy. Cúc nẻo này. Đường chỉ. Đấy. Túi hộp rất là cẩn thận nha các bác nhé. Túi dưới này, kiểm tra cúc cho các bác luôn. Đấy, cúc nó đen xì này các bác này. Vì như các bác đã từng xem đấy, những chiếc cúc nào mà nó thấy nó vàng hết sạch rồi thì chứng tỏ là người chủ trước họ đã dùng rất nhiều, thì người ta ấn vào ấn ra rất nhiều lần thì nó sẽ vàng. Đấy, nó sẽ trượt đồng, nó sẽ trượt đồng và nó vàng hết cả cái cúc. Đấy.
Còn đối với những chiếc áo mà có cúc mà đen xì như này thì các bác đánh giá độ mới nó rất là dễ. Còn đây cái cổ này các bác thấy nó ép em ẹp luôn này. Đấy, rất là cứng cổ nhá. Đấy, một chiếc cổ áo nó để lưu kho rất là lâu năm thì nó sẽ bị đè nén lên. Đấy, các bác có thể nhìn qua các cái nếp gấp thì các bác nhận định được là cái áo này nó đã để vào trong một cái kho hay là một cái bì nào đấy, nó đè nén là rất nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi. Đây, còn cái cúc, cái cổ đồng của nó là cái con cổ đồng đen năm 1971, đồng đen Socoville đây các bác này. Đấy, chất vải nó rất là đanh nha các bác nhé, dày, đanh dày chỉ này. Đấy, con áo này rất là mượt nữa các bác này, cổ áo này đường chỉ nó rất là đều. Mời các bác đi vào bên trong nhá. Cái phần tổng thể bên ngoài thì em cũng quay qua cho các bác thì cũng thấy rất là rõ rồi. Đấy, rất là nét nhá. Đây là cái bộ khóa Socoville này. Đấy. Socoville tĩnh điện đồng đen này các bác này. Đấy. Rất là nét các bác nhá. Rồi. Các bác xem đế khóa này. Đây, mời các bác xem đế khóa đây. Đấy, đấy các bác thấy chưa? Một con áo rất là xanh, rất xanh và rất mới. Đấy, đến cái tầm tuổi sinh năm 1971 đến nay thì cũng đã mấy chục tuổi rồi. Thì đã để giữ được những chiếc áo năm 71 mà còn mới như này thì chắc cũng hiếm đấy các bác ạ. Đấy, các bác nào có dự định là muốn thêm vào cái bộ sưu tập của mình cho nó đủ series thì liên hệ kênh Áo Lính Tây Nguyên nhé. Đấy, các bác thấy không? Đường chỉ, rồi là đường chỉ rất là đều và cẩn thận. Cái thời năm 1971 họ làm rất là chắc chắn các bác này, thấy không? Kể cả đường kim, đường chỉ. Mời các bác xuống xem cái đế đi. Đây, cái đế các bác xem này, không có bị trượt, không bị tưa, bị tung gì. Đấy, còn hoàn hảo luôn. Đấy. Đây, các bác thấy chưa? Đẹp đúng không? Còn phía bên đây các bác này nó vuông đét liền đẹp này, con bọ này. Con bọ dày. Đấy. Cái đầu vào khóa đen xì này các bác thấy không? Là các bác hình dung được con áo này nó dùng chả bao nhiêu cả. Đấy. Nếu mà dùng nhiều thì nó sẽ trượt đồng. Nó sẽ trượt cái đầu vào này, làm cho cái đầu vào này nó sẽ bay màu. Đấy. Nó bay mất cái lớp tĩnh điện đen đi. Đấy. Củ khóa phía bên kia. Đây, các bác xem này, mịn màng không các bác? Đấy, phía dưới gầm còn khắc một con Socoville nữa này các bác này. Đấy. Rồi các bác đi vào bên trong. Đây, phía bên trong đấy quay một con áo M65 thì nó thời gian nó cũng hơi lâu các bác ạ. Đây là tổng thể là phía bên trong. Con này là đời năm 71, hai tem của Alpha Industry, của nhà thầu Alpha Industry sản xuất và cấp phát cho lính Mỹ năm xưa. Còn đây là cái cúc bấm đồng RAU hay còn gọi là cúc bấm đồng rau. Đấy. Dây rút phía bên trái và dây rút eo. Còn nói thêm về cái vấn đề cái lót, nó là dòng bublin dày các bác nhá. Bublin cái vải dày như những cái con đời 66, 67, giống con 67 là nhiều các bác ạ. Chứ cái con đời lót 566 thì lót 566 thì không giống cái lót 567 được. 67 thì lại khác lót so với con 68 các bác nhá. Đấy. Nhưng mà cái riêng cái con 571 ấy, cái thằng 71 mà năm 71 của Alpha ấy, thì nó lại làm cùng cái chất liệu lót dày. Dày như cái kiểu như là chất bố ấy các bác nhá. Đấy. Còn dây rút phía bên kia này. Đấy. Đây là lót này các bác này. Đấy,
Con này nó sở hữu một cái lót đôi. Đấy. Các bác đã biết lót đôi là lót như nào rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì em sẽ không cần phải giải thích thêm. Đây các bác nhìn cái bộ lót này, các bác biết con áo này nó chất như nào rồi. Đấy. Rất là chất nhá. Nó rất là nặng áo. Đấy. Nặng áo và chắc áo là các bác chỉ cần nhìn qua con lót này là các bác biết con áo này nó nặng như nào rồi. Đấy. Nặng và đầm tay như nào rồi. Đấy, phía trên đây là phần cổ này, các bác thấy nó sạch đúng không? Nó sạch sẽ mà tinh tươm như này đúng không? Không có bị luyên nhớt gì. Nên được kênh chấm cho nó là 97-98% là quá hợp lý. Cúc bấm này. Còn phần để tem mát rồi đường đường chỉ lót, đường chỉ lông nách nung tươm tất. Không hề có một cái lỗi gì để báo cả. Còn đây cái dàn tem này các bác thấy nó trắng đúng không? Nó trắng sạch. Đấy. Tem trắng sạch. Đấy. Tem lụa vải mềm trắng sạch. Cái dàn chữ của nó cũng hài hòa. Đấy. Không quá đậm mà cũng không quá nhạt. Đấy. Dàn chữ rất là sắc nét. Của cái con của nhà thầu Alpha Industry. Đấy. Nhà thầu Alpha Industry và DSA 171. Đấy. Các bác có thể kiểm tra. Đó, đây là con Smartshot này. Đấy. Rồi, đấy là con tem trên. Còn cái coi đây là con tem dưới. Đấy. Ở trên áo thì có một cái mã. Đấy. Có cái mã vải là 5. Các bác chú ý nhá, mấy cái con mã ở trên áo, nó sẽ đánh ở các nơi trong con áo này chứ không có riêng gì lót đâu các bác. Nó là mã đấy, cái mã của vải đấy các bác, khi người ta lắp ráp năm xưa chứ không phải là cái mã kho đấy các bác ạ. Cái mã kho thì thông thường nó đánh vào trong thùng cơ, nó đánh vào cái các cái vật để chứa cái con áo này chứ không phải để đánh mã kho vào vào các cái vạt áo này. Đôi khi ở trong các gầm, trong các cái gầm của cái áo này bên trong lên này, đấy, bên trong áo nó còn có rất nhiều các cái mã khác các bác ạ, ví dụ 5, 10, 15, 29, 28, 27. Đấy là các bác nào mà làm bên ngành dệt may thì các bác hình dung ra rồi, họ đánh mã để khi họ lắp ráp cái con áo này lên thì nó nằm vào vị trí nào, vị trí nào, cái lót này là nằm của con áo size gì. Đấy, cứ nôm na như vậy để các bác dễ hình dung. Thì đây cái quả tem hướng dẫn sử dụng ở dưới thì các bác thấy này, đẹp tinh tươm như này đúng không các bác? Đấy. Còn ngoài ra thì các bác có thể thấy bên trong. Đây, đây là bên phía bên trong của áo. Đây là túi xanh. Đấy, đời năm 69, 70, 71 là túi xanh. Vì mọi nội dung của áo M65 thì các bác đã xem kênh Áo Lính Tây Nguyên rất nhiều năm thì nắm bắt rất nhiều rồi. Thế là em chỉ có sơ lược qua thôi. Thì là một chiếc áo rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Có thể gọi là hoàn hảo được các bác ạ, bởi vì nó không có một cái lỗi gì để mà mình phàn nàn thêm cả các bác ạ. Áo rất là xanh, rất là xanh, một con áo xanh dành cho các bác nào mà đam mê cái màu xanh, xanh ngắt thì các bác chọn chiếc này. Đấy. Cũng là cái dàn tông xanh ô liu nhưng mà nó sẽ là cái dàn tông đậm và tông nhạt. Đấy. Hầu như cũng không có gì để báo đâu các bác ạ. Áo rất đẹp ấy. Rất đẹp. Mà lại size của nó là cái con size này là size Smartshot thì nó nằm ở cái size của trạng cân người Việt Nam, châu Á. Nên là nó hầu như là phù hợp với tất cả các mọi cái dáng người. Đấy. Đều có thể là mặc được. Nên là nó cũng có giá trị sưu tầm nó cũng cao. Đấy. Bởi vì càng nhiều người mặc vừa thì giá áo mà mình em đi sưu tầm về thì nó cũng cao. Đấy. Mà lại con áo nó lại hoàn thiện. Đấy. Nó đẹp. Nó đẹp và nó không có một cái gì để mình phàn nàn thêm ấy. Thì nó có giá trị sưu tầm cao. Thế các bác nào, à em xin lỗi. Để trước khi kết thúc video thì em sẽ đọc lại một cái chiều cao cân nặng thêm một lần nữa để cho các bác dễ nắm bắt hơn. Thì đây là size Smartshot là vai 50, dài lưng 74. Thì phù hợp với các bác là
có chiều cao trung bình là từ 1m6 đổ lên là đã mặc đẹp rồi. Đấy, từ 1m6 ví dụ như là 60, 61, 62, 65 chẳng hạn. Đấy, hoặc là từ 1m7 trở xuống. Đấy, đẹp nhất là từ 1m68 trở xuống là đẹp hơn. Đấy, chứ còn các bác cao 1m7 trở lên ấy, thì các bác ấy đã nhảy sang cái size gọi là small regular rồi. Đấy, thì mặc nó mới đẹp được. Chứ còn áo áo M65 mà áo phi la két mà các bác mặc cộc ấy, mặc cộc quá nhìn nó cũng không đẹp lắm. Nhìn nó giống cái áo sơ mi ấy, thì nhìn nó không được đẹp. Áo phi la két là em cũng khuyến nghị các bác là nên mặc rộng rãi một tí. Đấy, mặc rộng rãi một tí nhìn cho nó phong sương, nhìn cho nó bụi bặm. Đấy. Chả đi đâu chơi cũng có đeo theo cái kính đen nữa, hay là đi đôi giày bốt nhìn nó cũng có ra cái dáng bụi bặm, phong trần của một cái người lính xưa. Đấy, nhìn nó vẫn đẹp hơn so với là mình mặc quá là chật, mình mặc chật mình bó ôm ôm vào trong người nó nhìn như cái áo sơ mi ấy, nhìn nó rất là xấu. Nên là khuyến nghị các bác là mặc cho nó rộng rãi thoải mái là cứ 60 cân đổ lên. Đấy, 68 cân trở xuống, chứ còn 70 cân thì mặc cũng tương đối thì chưa đẹp nhất được. Cứ 68 cân đổ xuống, 60 cân đổ lên và cao loanh quanh cứ 1m6 đổ lên và 1m68 trở xuống là các bác mặc thì không có thuốc nào mà chữa được nữa, đẹp hết ý luôn. Còn các bác có quan tâm chiếc áo này để sưu tầm vào bộ series của mình thì liên hệ kênh Áo Lính Tây Nguyên số 0937 741 741. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau.